Chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi trên kênh Đầu tư 6.0. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái mạng xã hội có thể giúp chúng ta kiếm được từ 1,8 triệu đến 3 triệu đồng trên tháng chỉ với 15 phút trên ngày. Đấy là mạng xã hội Zippy. Và với cái mạng xã hội này thì tôi để cái link để chúng ta tải về ở dưới cái phần mô tả nhé. Đây này, link tải app để cùng kiếm tiền là chúng tôi để dưới phần mô tả này. Và bạn tải link giới thiệu GP của nhà phát triển chính là Văn Lực 81 là của tôi đó, thì bạn sẽ trở thành cái người dùng của GP. Và cái quyền lợi của các bạn sẽ có được như sau. Tức là khi các bạn tải về và các bạn đăng ký theo cách mà tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, và các bạn sẽ sử dụng cái mạng này. Bạn đăng ảnh, like, nhắn tin, chơi game, vân vân và có cơ hội nhận được thưởng từ công ty. Và khi có 1.000 người bạn, các bạn được nâng cấp tài khoản để nhận tiền tip và tiền thưởng từ công ty và bạn bè. Thì lúc này thì công ty sẽ gửi cho các bạn một cái thông báo để bạn xác minh tài khoản của bạn và bạn nhập tài khoản ngân hàng và úp ảnh cùng chứng minh thư nhân dân của bạn lên. Và khi mà có 3.000 lượt theo dõi, cộng 4 ảnh đăng lên tường cá nhân của các bạn và mỗi cái là có 100 like thì các bạn sẽ nhận được cái lương cứng là 1,8 triệu đồng trên một tháng nhân với 6 tháng liên tiếp. Thì lúc này thì bạn sẽ được cái nút theo dõi để có cái cơ hội là gia tăng cái theo dõi của mọi người, và cái nút tiếp để có thể là nhận cái tiền thưởng từ mọi người cho cái nội dung đăng lên cái GP. Và đặc biệt là bạn sẽ bắt đầu nhận được ở đây là 1.787.500, tức là tương đương với 1.800.000 rồi trong vòng 6 tháng liên tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ nâng lên cái cấp thứ ba nữa, là bạn sẽ tăng lên được 2.000 lượt theo dõi nữa thì sẽ thành 5.000 lượt, thì bạn sẽ nhận thêm được 1,2 triệu trên tháng, tổng sẽ là 3 triệu trên tháng nhân với 6 tháng liên tiếp. Và còn ngoài ra thì còn rất nhiều các cái phần thưởng khác đang chờ bạn với cái mạng xã hội Zippy này. Đây, cái link đăng ký ở dưới phần mô tả nha. Và các bạn chú ý là khi chúng ta tải cái mạng này về để chúng ta sử dụng và kiếm tiền với mạng này thì chúng ta phải chú ý là tương tác 30 ngày liên tục, thì chúng ta sẽ có thêm được nhiều các cái phần quà khác từ bản thân của tôi cũng như là từ bản thân của công ty. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thực hiện đăng ký kiếm tiền cùng với mạng xã hội Zippy này. Bây giờ ta kích vào cái phần link dưới phần mô tả nha. Khi mà click vào cái link dưới phần mô tả thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang tương tự như thế này. Ở đây chúng ta xem đây. Ở trên này thì chúng ta sẽ đăng ký cho một cái thông tin ở trên đây. Ví dụ như tôi đăng ký tên là này, Trịnh Huệ này. Chú ý cái tên của chúng ta là viết liền không dấu nhé. Đấy. Và mật khẩu. Rồi. Và mật khẩu của chúng ta là tối thiểu là phải 8 ký tự. Rồi, nhập lại mật khẩu lần nữa này. À, như thế là được rồi. Và cái phần này là chúng ta điền cái số điện thoại của chúng ta vào. Đây, cái mã ở đây là 60 thì chúng ta xóa cái 60 đi. Ở Việt Nam của ta là 84 thì chúng ta điền cái mã Việt Nam 84 vào đây nhá. Và sau đó điền cái số điện thoại của ta vào. Rồi. Và bây giờ chúng ta bấm vào transcoder ở đây để chúng ta lấy cái mã code. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi mã code gửi về điện thoại cho chúng ta, thì chúng ta sẽ điền cái mã code vào đây để chúng ta xác minh. Rồi, có rồi. Bây giờ ta sẽ điền cái mã code vào đây. 533 này. 212. Rồi. Và chú ý là ở đây chúng ta thấy cái chữ có cái chữ Văn Lực 81 ở đây là mới đúng nhá. Nếu mà không có chữ này thì chúng ta đánh vào đây là chữ Văn Lực 81 vào đây. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái chữ ra đây để đăng ký.
Này. Nhớ nha, phải có cái chữ văn lực cắm nút ở đây nha các bạn nha. Không có là chúng ta đã làm sai, hoặc là chúng ta cài ở một cái ứng dụng khác thì chúng ta phải điền cái chữ là văn lực 81 vào đây thì chúng ta mới có được những cái quyền lợi. Còn nếu chúng ta không điền vào thì chúng ta sẽ không có được cái quyền lợi từ nhà phát triển. Đấy. Nên là yêu cầu cái này là cái bắt buộc là phải có. Chúng ta bấm vào đây để đăng ký. Như thế là đã đăng ký thành công rồi. Và sau khi đăng ký thành công thì nó đưa chúng ta đến một cái trang tiếp theo để chúng ta tải cái ứng dụng GP này về. Thì chúng ta bấm vào đây. Đối với điện thoại Android thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tải cái ứng dụng này về máy của mình. Đây, chúng ta bấm vào đây. Đây, chúng ta bấm vào đây để cài đặt này. Đây, ứng dụng này có 92,77 MB, dung lượng là 92,77 MB, cũng nhẹ không phải là nặng. Chúng ta chờ một chút cho cái ứng dụng này tải về và cài đặt trên điện thoại của chúng ta nhé. Đấy, chúng ta phải lấy điện thoại ra làm tuần tự các bước như tôi nha. Nếu không là các bạn sẽ làm sai các bước, là các bạn có thể là không cài đặt được hoặc là cài đặt sai quy trình thì không dẫn đến được cái kết quả như ý muốn. Sau khi mà đã ứng dụng cài đặt xong rồi thì ta sẽ bấm vào Open để chúng ta mở cái ứng dụng này lên. Rồi, bấm vào đây để bỏ qua đây. Đấy. Bây giờ ta sẽ đăng nhập vào cái mạng xã hội này theo cái tên đăng nhập và mật khẩu mà ta đã đăng nhập đăng ký từ lúc nãy. Chúng ta bấm vào đây. Bây giờ bấm vào này. Đây chính là cái mạng xã hội. Và cái nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản, là ta sẽ vào đây, bấm vào cái hình ngôi nhà đằng bên này để chúng ta đây này, thì nó sẽ hiện lên một cái trang tương tự như thế này. Thì chúng ta có thể bấm vào cái dấu cộng ngay chỗ đây nhé. Dấu cộng đây thì nó sẽ hiện lên là ba cái, một cái là chụp ảnh, một cái là quay video, một cái là bình luận hoặc là nhận xét hay là viết các cái bài viết. Thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta chụp cái ảnh của chúng ta và để đăng lên trên này để nhận được nhiều lượt like, nhiều lượt theo dõi. Hoặc là chúng ta bấm vào đây để chúng ta quay các cái video để chúng ta đăng lên trên cái mạng xã hội này để đi tương tác với mọi người. Và hoặc là có thể là chúng ta bấm vào đây để chúng ta đi viết, đi nhận xét, đánh giá hay là viết các cái bài viết. Thì có ba cái hình thức này để ta làm. Nhà chúng ta xem vào đây. Đây là có cái hình người, đây chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem. Đấy. Ở đây là có một người follow rồi, một người follow rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là để đạt được cái mức độ để chúng ta kiếm được tiền. Tức là khi mà có 1.000 bạn bè thì các bạn được nâng cấp tài khoản để nhận tiền tip và tiền thưởng từ công ty của bạn. Thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể nhận được 1.000 lượt follow, 1.000 lượt theo dõi như thế này. Thì chúng ta tiếp tục chúng ta vào đây để chúng ta đi. Chúng ta bấm vào hình ngôi nhà ở đây. Chúng ta bấm vào phía đằng trên này để chúng ta tìm, hoặc là bấm vào follow ở trên đây. Trên đây có chữ follow này, chúng ta bấm vào đây. Và vào đây chúng ta đi follow những người khác. Đây chúng ta xem ảnh. Rồi đi like cho người ta một cái này.
hoặc là có thể tìm những người mà bây giờ hiện tại đang có rất nhiều các cái tầm ảnh hưởng và có rất nhiều like. Ví dụ chúng ta vào cái hình tròn này để chúng ta bấm, người ta tìm này, ví dụ như là đây là người mà đang kiếm được rất nhiều tiền từ cái mạng xã hội này. Người ta có thể bấm vào đây để người ta tham khảo thêm. Đây. Hiện tại thì đang có 6.085 follow. Đây là nữ hoàng tỷ đô. Đấy. Người này đang kiếm được rất nhiều tiền. Ta có thể là vào bấm vào follow ở đây cho chúng ta xem. Đấy. Và bấm vào đây rồi thì chúng ta cũng đi vào đây để chúng ta follow với những người này, theo dõi người ta thì người ta sẽ theo dõi lại các bạn, và các bạn sẽ nhanh đạt được cái mốc là 1.000 người theo dõi rất là nhanh. Và từ đó thì khi mà đã đạt được 1.000 người theo dõi rồi thì chúng ta thấy ở đây lúc này thì công ty sẽ gửi cho các bạn một cái mã để các bạn xác minh cái tài khoản, và bạn sẽ cập nhật các tài khoản ngân hàng và bắt đầu chúng ta sẽ kiếm được tiền từ cái trang mạng xã hội này. Và khi có 3.000 lượt theo dõi và cộng với 4 ảnh đăng lên ở trên tường cá nhân của các bạn và được 100 like thì các bạn sẽ nhận được cái lương cứng từ công ty trả cho các bạn là 1 triệu 8 một tháng nhân với 6 tháng liên tiếp. Và từ đây là các bạn sẽ bước sang một cái trang mới nâng cấp tài khoản mà chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ cái mạng xã hội này. Đấy, rất là hay. Và công việc của chúng ta bây giờ là chúng ta đi follow. Đấy, chúng ta bấm vào đây để follow người ta. Và cũng hãy yên tâm là chúng ta follow người ta thì người ta sẽ follow lại các bạn thôi. Chúng ta bấm vào đây nhé. Đấy. Hàng ngày chúng ta cùng tranh thủ thời gian rảnh rỗi lên đây để chúng ta follow người ta. Và có thể là chúng ta chụp ảnh, đăng lên trên này để nhận được cái sự tương tác giữa những người khác. Thì tài khoản của bạn sẽ nhanh đạt được cái sự thành công hơn. Đấy, còn cái phần này như thế là các bạn tự làm nhé. Đấy là follow để nhận lại cái sự follow của người khác, hoặc là vô đây, đây là các cái bài, các cái bức ảnh của người khác, ta cũng có thể là vào đây để chúng ta like cái bức ảnh của người khác ở đây. Đây, chúng ta có thể vào đây để chúng ta like này, like bức ảnh của người ta. Đấy, công việc hiện tại thì rất đơn giản là như thế, các bạn hãy làm tuần tự các cái bước như vậy nha. Hàng ngày chúng ta hãy làm tuần tự những bước như thế này thì chúng ta sẽ nhanh đạt được cái mức kiếm tiền, và chúng ta sẽ kiếm được tiền từ ứng dụng này. Và đừng quên là chúng ta hãy bấm vào link dưới phần mô tả để chúng ta đăng ký ngay cái mạng xã hội này và kiếm tiền từ mạng xã hội này. Và chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều tiền từ mạng xã hội này. Và trong quá trình làm, nếu như có phần nào mà không hiểu, thắc mắc, băn khoăn thì các bạn hãy comment để lại cái bình luận bên dưới của video, và tôi sẽ trả lời các bạn trong cái thời gian sớm nhất, và sẽ giúp các bạn sẽ đạt được cái thành tích như mong muốn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.